Xin chào các em, hôm nay cô Bích Ngọc hướng dẫn các em học chuyên đề bài tập về phân tử đơn chất, hợp chất và dạng bài tập trắc nghiệm của khoa học tự nhiên 7, phần hóa học. Sau đây là các cái câu hỏi mà chúng ta sẽ học trong buổi ngày hôm nay, gồm có 25 câu hỏi trắc nghiệm. Và bây giờ chúng ta sẽ chữa từng câu một nhé các em. Câu 1, phân tử là A, hạt đại diện cho chất được tạo bởi một nguyên tố hóa học. Phân tử có thể do một nguyên tố hóa học hoặc là do nhiều nguyên tố hóa học. Bài phát biểu này chưa đúng. B, phân tử là hạt đại diện cho hợp chất, có thể phân tử đơn chất. Nên ở đấy hợp chất vẫn chưa chính xác. C. Phân tử là hạt đại diện cho chất do một hoặc nhiều nguyên tử kết hợp với nhau và mang đầy đủ tính chất của chất. Phát biểu này đúng. Còn phân tử là hạt dọn nhỏ nhất do các nguyên tố học kết hợp với nhau tạo thành chất. Nó không phải vì nguyên tử được cấu tạo. Phân tử được cấu tạo với các nguyên tử. Câu 2. Khối lượng phân tử là A là tổng khối lượng các nguyên tố có trong phân tử, là không chính xác. B tổng khối lượng của các hạt hợp thành của chất có trong phân tử. C là tổng khối lượng các nguyên tử trong các hạt hợp thành chất. Đáp án ở đây là C. Và khối lượng phân tử, ví dụ một hợp chất là AXBY, thì chúng ta tính khối lượng của phân tử M lớn sẽ bằng X nhân với M lớn của A cộng Y nhân với M lớn của B. Khối lượng phân tử có đơn vị sẽ là AMU nếu chúng ta tính theo công thức này. Câu 3, đơn chất là đơn tức là một, là những chất mà được tạo ra từ một nguyên tố hóa học. Ví dụ như là oxygen O2, nitrogen N2, hoặc là đơn chất aluminium hoặc là sodium, là chỉ do một nguyên tố học cấu tạo nên thôi. Còn có thể là kim loại hoặc là phi kim. Và có chất là những chất luôn có tên gọi chung với nguyên tố hóa học, thì đó không phải, đó chỉ là cách gọi tên thôi. Câu 4, hợp chất là hợp là những cái chất mà tạo từ hai nguyên tố hóa học trở lên chứ không phải là hai nguyên tố kim loại. Ấy thiếu từ trở lên đúng không? Hợp chất sẽ tạo ra từ nhiều nguyên tố hóa học. Ví dụ như nước là H2O do hai nguyên tố hóa học cấu tạo nên, hoặc là sulfuric acid là H2SO4 do ba nguyên tố hóa học cấu tạo nên H, S và O. Câu 5. Một phân tử nước chứa hai nguyên tử hydrogen và một oxygen. Vậy nước, cô vừa lấy ví dụ ở đây nước là một hợp chất. Câu 6. Trường hợp nào sau đây là đơn chất? Đơn tức là một nhé. Kim cương do nguyên tố C tạo nên, đơn chất là do một nguyên tố. Còn nước là do hai nguyên tố rồi, ở đấy H và O, thì nó sẽ là hợp chất. Muối ăn do nguyên tố Na và Cl tạo nên cũng là hợp chất. Vôi sống do nguyên tố Ca và O tạo nên. Vậy đơn chất thì chỉ do một nguyên tố hóa học cấu tạo nên. Đáp án là A, cụ thể là kim cương do nguyên tố C tạo nên. Câu 7, trường hợp nào sau đây là hợp chất? Hợp tức là do từ hai hay nhiều nguyên tố hóa học cấu tạo nên. Vậy ở đây đáp án sẽ là đáp án D, muối ăn do nguyên tố Na và Cl tạo nên. Câu 8. Trong các chất sau, chất nào là đơn chất chỉ do một nguyên tố hóa học cấu tạo nên? Đáp án A là khí carbonic do hai nguyên tố
cấu tạo nên. Vậy nó chỉ do một nguyên tố là than chi, do nguyên tố C tạo nên. Còn hydrochloric acid do hai nguyên tố cấu tạo nên, vậy nó là hợp chất. Nước do hai nguyên tố hóa học cấu tạo nên là H và O, vì vậy nước cũng là hợp chất. Câu 9. Ký hiệu 2 O2 nghĩa là, ở đây O2 là phân tử oxygen các em này. Con số 2 này là để chỉ hai phân tử. À, vậy đây là để chỉ hai phân tử oxygen, đáp án B. Tương tự câu 10, ký hiệu 3H2 nghĩa là chỉ 3. À, đây cô sửa một tí nhé. Để chữ 2 thành chữ 3 các em nhé. Vậy là chỉ 3 phân tử hydrogen. Đáp án B. Câu 11. Phân tử glycerol chứa 3 nguyên tử carbon, 8 nguyên tử hydrogen và 3 nguyên tử oxygen. À, vậy khối lượng phân tử của glycerol M lớn sẽ bằng khối lượng của 3 nguyên tử carbon mà một nguyên tử carbon có nguyên tử khối là 12. Còn 8 nguyên tử hạt mà một nguyên tử hạt thì có khối lượng nguyên tử là 1 AMU và 3 nguyên tử oxy, các em lấy 3 nhân với 16. À, tổng là bằng 92, đơn vị ở đấy là AMU. Vậy đáp án C. Câu 12, lõi dây điện băng đông chứa băng đông, đông chỉ hiệu hóa học là Cu và nó chứa không phải là một nguyên tử đâu. Và các nguyên tử riêng rẽ không liên kết cũng không phải, các phân tử đông thì không phải, chỉ ký hiệu chắc Cu thôi. Rất nhiều nguyên tử Cu liên kết với nhau. Đáp án C. Câu 13, đèn neon chứa các phân tử khí. Lưu ý, đối với khí neon thì phân tử của nó chỉ có gồm một nguyên tử. Do đó, đáp án ở đây, đáp án B, là gồm chứa các nguyên tử neon riêng rẽ không liên kết với nhau. Đây là các khí hiếm. Nó có thể tồn tại độc lập, đứng một mình. Phân tử chỉ gồm một nguyên tử. Câu 14, một bình khí oxygen thì chứa các phân tử O2. Câu 15, trong các hình vẽ dưới đây, các vòng tròn có kích thước khác nhau biểu diễn các nguyên tử của các nguyên tố khác nhau. Vậy hình vẽ nào biểu diễn khí hydrogen chloride? Thì H và Cl là hai nguyên tử nó khác nhau. Về hình D thì hai nguyên tử này giống nhau. Hình A thì nó đứng rơi độc lập. Hình B, đây là mỗi cái phân tử hai giống nhau này. Vậy đáp án ở đây phải là đáp án C. Gồm có một hình cầu to và một hình cầu nhỏ hơn. Hình cầu to sẽ là Cl và hình cầu nhỏ là H. Rồi 15 rồi, 16 nhé. Hình 6 mô tả một phân tử chứa carbon, hydrogen và oxygen. Vậy carbon này là có hai cái hình màu xanh này, nó sẽ có hai. Còn hydrogen, các em đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nguyên tử hydrogen và một nguyên tử oxygen. Vậy số nguyên tử của mỗi nguyên tố carbon, hydrogen và oxygen trong phân tử chất này lần lượt là 2, 6 và 1. Đáp án C. Rất dễ phải không các em? Câu 17, phát biểu đúng là A. Phân tử đơn chất là do các đơn chất hợp thành. Do các nguyên một nguyên tố hóa học tạo nên. Còn phân tử hợp chất là do các hợp chất tạo thành. Thế cũng phải. C là các phân tử khí trơ đều do các nguyên tử khí trơ kết hợp với nhau theo một trật tự xác định. Khí trơ thì nó sẽ không kết hợp được với nhau. Mà phát biểu đúng đó là phân tử kim loại do các nguyên tử kim loại kết hợp với nhau theo một trật tự xác định.
Nhưng để đơn giản, phân tử chúng ta chỉ viết một nguyên tử thôi, chứ trong thực tế nó thường tồn tại ở cấu trúc tinh thể. Câu 8, hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây. Câu 18. À, phân tử là một nhóm gồm hai hay nhiều nguyên tử. À, không phải, ví dụ như O2, một nhóm. Nó phải liên kết với nhau chứ. B, phân tử là một nhóm gồm hai nguyên tử hay nhiều nguyên tử giống giống nhau, là có thể khác nhau. Vậy giống nhau này là chưa chính xác. Còn phân tử là một tập hợp gồm hai hay nhiều nguyên tử. À, cái này cũng chưa chính xác, là bởi vì nó phải liên kết với nhau. Mà phân tử là gồm một nhóm, là một nhóm gồm hai nhiều nguyên tử gắn kết với nhau bằng liên kết hóa học nhé. Đáp án D. Câu 20, chọn câu đúng trong các câu sau. A, các phân tử có số nguyên tử liên bằng nhau thì có phân tử khối bằng nhau. Mà không đúng, số nguyên tử này nó phải phụ thuộc là của nguyên tố hóa học nào. Thế câu này sai. Ví dụ như là số nguyên tử bằng nhau, à, ví dụ như là chúng ta lấy NaCl, phân tử cùng cũng có hai nguyên tử và O2, thì phân tử khối đây hoàn toàn khác nhau. Câu B, các phân tử có khối lượng bằng nhau thì có số nguyên tử bằng nhau, cũng không đúng. Câu C, các phân tử có khối lượng và số nguyên tử bằng nhau thì thuộc cùng một chất. À, cũng chưa chính xác. Các phân tử của một chất có khối lượng phân tử và số nguyên tử bằng nhau, chúng ta lưu ý là của một chất, thì chắc chắn là khối lượng phân tử và số nguyên tử phải bằng nhau rồi. Đáp án gì? À, cô lấy ví dụ ở câu C nhé, vì sao lại không đúng này? À, các phân tử có khối lượng và số nguyên tử bằng nhau thì thuộc cùng một chất, là chưa đúng ví dụ ở câu C. À, cô lấy N2 thì khối lượng phân tử là bằng 28, à, cùng do hai nguyên tử tạo nên, CO cũng bằng 28, nhưng đấy là hai chất khác nhau. Tiếp tục sang câu 20, chọn câu đúng trong các câu sau. A, đơn chất là chất trong phân tử chỉ có một nguyên tử, là chưa đúng. Ví dụ như là O2 chẳng hạn, oxygen là đơn chất. Phát biểu B, đơn chất là chất mà phân tử gồm các nguyên tử có khối lượng bằng nhau. Ở đấy thì đối với phát biểu này, đây sai nhé. C là trong đơn chất các nguyên tử hoàn toàn giống nhau. À, nó cũng chưa chính xác nhé. À, còn trong đơn chất các nguyên tử có điện tích hạt nhân giống nhau. À, bởi vì các em học cái phần này lên cao một tí ở chương trình lớp 10 thì chúng ta sẽ học đến cái khái niệm đơn vị nhé. Câu 21. Phân tử X được tạo bởi nguyên tố carbon và nguyên tử tố oxygen. Khối lượng phân tử của X là, à, thì ở đây chúng ta sẽ đặt công thức đó là gì? À, có C và có hạt, à, có O, C sơ hạt, à, O ý. Vậy mưa lớn ở đấy, chúng ta sẽ có thể, à, nếu ta, mưa lớn sẽ bằng X sơ nhân với 12 cộng với ý nhân với 16. Thì các em sẽ dựa vào đáp án để chúng ta làm nhé. Ở đấy thì trường hợp 1, X bằng 1 và Y cũng bằng 1, thì các em sẽ tính mơ lớn bằng 28 AMU. Đây là CO. Còn trường hợp thứ hai, X bằng 1 và Y bằng 2, thì mơ lớn bằng 44 AMU. À, đây là CO2. Vậy đáp án ở đây là D. Câu 22. À, trong phân tử nước, cứ 16,5
phải không? Gam có oxygen thì có tương ứng hai gam hydrogen. À, vậy một giọt nước chứa 0,1 gam hydrogen thì khối lượng oxygen của giọt nước đó là bao nhiêu? Thì các em cứ lấy 16 gam oxygen thì tương ứng với bên này sẽ 2 gam hydrogen. Vậy đây 0,1 gam thì nhân chéo chia ngang thôi, lấy 0,1 nhân với 16 và chia cho 2 và bấm kết quả của phép tính là bằng 0,8 gam. Đáp án gì? Câu 23. À, cho các công thức hóa học của một số chất Br2, AlCl3, MgO, ZnO, KnO3, NaOH, O3. Số đơn chất thì chỉ do một nguyên tố hóa học tạo nên. Vì vậy ở đây đơn chất sẽ gồm có Br2, ZnO và O3. Vì vậy đáp án ở đây là đáp án B, ba chất. Câu 24. Cho các phát biểu sau và hỏi những phát biểu sai. Vì vậy chúng ta sẽ đi phân tích đúng hay sai. A. Nước là H2O gồm hai nguyên tố là hydrogen và oxygen. À, phát biểu này đúng. Muối ăn NaCl do nguyên tố natri và nguyên tố chlorin tạo nên, đúng. C. Khí carbonic CO2 gồm hai đơn chất. À, đây phải ghi là hai nguyên tố carbon và oxygen. Vậy phát biểu này sai. Sulfuric acid H2SO4 do ba nguyên tố hydrogen, sulfur và oxygen tạo nên, đúng. Hydrochloric acid gồm hai chất là hydrogen và chlorine. Đấy là hai nguyên tố. Vậy phát biểu E sai. Và chúng ta đi tìm phát biểu sai là gồm có C và E. Đáp án D. Và câu cuối cùng rồi các em ơi. À, cho các phát biểu và đối với câu 25 là tìm phát biểu đúng. A. Các đơn chất kim loại đều có tên trùng với tên của nguyên tố kim loại. À, cái này đúng. B. Hợp chất là các chất ở thể lỏng ở sái do nhiều nguyên tố hóa học cấu tạo nên. C. Hợp chất và đơn chất đều có chứa nguyên tố kim loại sái, có thể có không có tùy. D. Trong không khí chỉ chứa các đơn chất không có nhiều khí khác nữa, ví dụ carbon dioxide, CO2, vân vân. Các đơn chất kim loại đều ở thể rắn sái, bởi vì Hg ở thể lỏng. Vậy số phát biểu đúng chỉ có một phát biểu, đó là phát biểu A. À, vậy là cô đã hướng dẫn các em làm xong một số câu hỏi trắc nghiệm về phân tử đơn chất và hợp chất. Hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo. À, các em có thể làm cái bài này qua giúp tá nhá. Rồi, tạm biệt các em. Chúc các em học tốt.